Rồi bây giờ hình ví dụ này xong rồi thầy xóa đi nè. Rồi bây giờ chúng ta sẽ tập trung tiếp cái vấn đề là bài tập của hình này. Ví dụ hình này đi. Thì giờ thầy sẽ quay phim lại và bài thầy làm demo cho lớp. Trước tiên chúng ta cùng vẽ hình tròn này, đầu tiên nè, nhấn Ctrl cho nó tròn nè. Rồi, hình này sau đó chúng ta sẽ tô màu, chúng ta thấy là nó tô dạng tỏ tròn nè. Cho nên là thầy sẽ bấm chữ G. Sau đó thầy tô dạng photon fill và dạng tỏ tròn cho nó. Đó, và thì tôi từ đây nó ra nè, nó tỏa ra ngoài nè. Đó, và ở đây thầy sẽ hút cái màu cho nó. Thầy đổi màu đi, thầy không thích màu đen đó, thầy cho nó là màu xanh chẳng hạn. Đó, thì chúng ta thấy là không không có viền gì cả. Đó, sơ sơ thì chúng ta có hình dạng tỏa tròn như thế này là thứ nhất. Thứ hai, ở dưới nó có cái bóng đổ, cho nên là thầy sẽ vẽ thêm hình clip khác. Đó, clip này vẽ xong rồi thầy mới gán qua trong đây. Và thầy nhắc lại lần nữa, thầy cho nó xoay nhẹ đi. Đó. Và hình này thì thầy cố tình là ở đây chúng ta phải cho nó nằm ở dưới thì nó mới đúng được nha. Đó, bây giờ thầy cho tôi nói cái bóng màu đen thì dĩ nhiên là màu đen rồi. Đó, và không có viền. Đó. Màu nó hơi sáng sáng xíu cũng được. Đó. Được ra cái hình này nó cũng có một chút xíu chuyển sắc ở đây nè. Thầy cho ở dưới, như vậy phím tắt của nó là Control Bay Down. Đó. Sau đó chúng ta mới nhấp thêm một cái nữa, chúng ta xoay cho nó nằm ở dưới hẳn luôn. Đó. Chỗ này nó ló đây thì ra cho nó dư ra cho nó ló chút xíu. Đó, bóng đổ như thế này. Rồi, màu chuyển sắc, nhấn chữ G, thầy tô cho nó là dạng photon fill và dạng linear dạng thẳng. Thì ở đây nè, thầy sẽ hút cho nó, thầy chọn cho nó màu đen. Đó, còn cái màu chỗ này á, thầy cho nó là màu hơi sáng chút xíu. Màu hơi sáng chút xíu. Đó, tức là cái đen á, là nó tập trung cho cái phần này là đen nhất, tại vì là bóng á, là ánh sáng nó đổ vô đó thì chỗ này nó bị tối nhất, chỗ này nó bớt sáng đi cho nên nó sẽ hơi sáng mờ hơn. Đó. Ok, như vậy thầy làm xong bài này rồi đó và group lại một nhóm. Tại sao chúng ta phải group? Bởi vì group lại thì khi mình dịch chuyển đi nó không bị rớt, nó không bị rớt. Rồi, đó là xong bài này. Rồi xin mời chúng ta dành cỡ vài phút làm bài này cấp tốc cho thầy đi nha.